Wifi đây là gì vậy ta? Anh biết wifi đây là gì không anh? À, để tôi vô cho. Ủa sao anh chơi game được vậy? Anh có bát wifi mà sao không nói với em? Để tôi đi cho. Ủa, em cất hết đồ đạc anh chưa vậy? Rồi, cất hết rồi, yên tâm. Mà anh nghĩ chắc Trinh cũng không thông minh tới vậy đâu. Sao mà gán quá vậy? Nó dẫn qua đây. Có gì đâu. Bị đau họng nên uống nước suối nè. Cảm ơn em. Anh đừng bấm điện thoại nữa, ăn xong rồi bấm. Thôi để anh bấm đi. Em lấy khăn giấy hả? Sao không nói để anh lấy cho? Cần phải ghi âm lại những việc mà mình đã bỏ sót. Mà anh nghĩ chắc Trinh cũng không thông minh tới vậy đâu. Em dạo này cũng không được tốt, cho nên đến tận bây giờ em mới biết được bộ mặt thật của anh. Tiền nên níu kéo hay buông tay, tặng anh cho cô gái anh đắm say. Tình yêu đã không còn thì em giúp anh chọn người anh yêu thương mãi mãi. Ở bên em nếu chẳng có tương lai thì bên cô ấy chắc chắn không sai. Đừng nuối tiếc anh.